Quý vị và bà con, hôm nay Hà Bình Ngoan làm video này chia sẻ với quý vị và con. Trong những video rất là nhiều mà Hà Bình Ngoan chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả cũng như tư vấn xây dựng thương hiệu, thì đâu đó cũng có một số những người mà vì ganh ghét đố kỵ với Hà Bình Ngoan, là có thể nói là Hà Bình Ngoan thường chỉ đi quay những cái nhà vườn của người khác làm thương hiệu mà Hà Bình Ngoan không có vườn. Thì xin thưa quý bà con như thế này, để mà có được những cái nhà vườn như thế này hoặc là của bà con thì phải có tương đối. Bây giờ làm bảo là bỏ phố về vườn, nói đơn giản một câu là bây giờ tôi không làm việc ở thành phố mà tôi bỏ về vườn, thì anh có ít nhất là anh phải có tiền, anh mua được đất, anh xây dựng trang trại và anh chăn nuôi, hoặc là anh có gì đó thì nó có rất nhiều tỷ đồng để anh làm được. Thì để mà nói là Hà Bình Ngoan cũng như bà con thôi, chỉ xuất phát từ gia đình nghèo khó, nông dân bình thường, mà để mà phấn đấu mà có được một cái trang trại, một cái vườn sẵn có như thế này thì không phải dễ. Mà kể cả như bà con mà gây dựng được những cái vườn mà như bà con theo dõi ở trên video, là Hà Bình Ngoan thường hay quay những cái vườn bưởi rất là đẹp, rất là sai và áp dụng kỹ thuật của Hà Bình Ngoan trực tiếp như thế này, thì không phải là dễ, bởi vì rất là khó khăn từ những thời gian ban đầu gây dựng cho đến bây giờ là kỹ thuật đã tương đối là nhuần nhuyễn rồi, thì chỉ có việc đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật để ngồi thu. Ví dụ như vườn này là mỗi một năm thu hoạch giá bán từ 25 đến 30 nghìn một quả trung bình thôi, thì cái vườn này mỗi một năm cũng cho thu hoạch khoảng 850 triệu đến 900 triệu một năm. Nếu mà để mà nói mà nguồn thu nhập như thế thì Hà Bình Ngoan nói là có thể ổn định hơn rất nhiều so với chăn nuôi lợn và gà. Như thời gian gần đây là dịch tả lợn châu Phi thì rất nhiều nhà nông là rất là điêu đứng trong vấn đề chăn nuôi, thì cái đầu tư về cây bưởi, cây ăn quả mà đã ổn định như này thì đầu tư rất ít mà thu nhập rất là nhiều. Sở dĩ mà Hà Bình Ngoan làm video này để nói cho những một số ít những người mà ganh ghét đố kỵ với Hà Bình Ngoan, là bảo Hà Bình Ngoan không có vườn. Hà Bình Ngoan không có vườn nhưng Hà Bình Ngoan làm được rất nhiều việc cho bà con nông dân. Đó là chuyển giao được kỹ thuật nông nghiệp, phát triển những vườn bưởi đẹp và chất lượng như này. Và hai nữa là đứng ra kết nối giao thương cho bà con trực tiếp nhà vườn và những người thu mua hoa quả, thông qua những cái cờ nếp và những cái kỹ thuật, những cái chứng nhận riêng của Hà Bình Ngoan đưa vào nhà vườn để cho hai bên có thể hợp tác với nhau và yên tâm thông qua trung gian là Hà Bình Ngoan. Đồng thời để mà được bà con yêu mến Hà Bình Ngoan trên khắp cả nước như thế này, không phải bất cứ một người nào cũng có được cái tình cảm yêu mến như thế. Và nếu như Hà Bình Ngoan nói một câu là vì nông dân phụng sự và chữ tâm đi với tầm ảnh hưởng, thì bà con biết đấy, cái tâm của một con người lớn hay bé phụ thuộc vào cái tầm ảnh hưởng của người đó. Và cái tâm tốt hay xấu thì nó ảnh hưởng tốt hay xấu đến bà con hoặc là xã hội. Ví dụ như Hà Bình Ngoan thì bà con biết là cái tầm ảnh hưởng đến với bà con nông dân trên khắp cả nước như thế nào và lan tỏa ra cả một số nước trong khu vực, mà Hà Bình Ngoan, ví dụ như Hà Bình Ngoan có thể vươn mình ra thế giới để đi được các nước trên thế giới như bà con nhìn thấy, thì đó là cái điều mong muốn và chia sẻ để sau này bà con có thể có rất nhiều người như Hà Bình Ngoan có thể đi được và phát triển được, để giúp cho bà con nông dân của Việt Nam mình đều có thể là như Hà Bình Ngoan hoặc là phát triển hơn hẳn Hà Bình Ngoan để vươn ra thế giới và góp phần phát triển đất nước Việt Nam mình thịnh vượng hơn. Còn đối với những người mà suốt ngày chỉ nhìn thấy những thành công của người khác mà hậm hực hay là chê bai, thì Hà Bình Ngoan cũng nhắn gửi luôn là không ai dỗi hơi đang làm ăn phát triển kinh tế tốt, bận trong công việc mà đi mất thời gian để chê bai nói xấu người khác, mà chỉ có những người kém hơn mình thì mới nói xấu để hạ uy tín người khác. Rất mong rằng qua những cái video như thế này và những cái hình ảnh, những cái chia sẻ, thì những người đó có thể học hỏi được những cái điều tốt của Hà Bình Ngoan mà phát triển kinh tế, chứ ganh ghét đố kỵ muôn đời khổ, mà yêu thương giúp đỡ vạn kiếp vui.
bản thân mà con người mà trong lòng đã có sự ganh ghét đố kỵ thì cho dù là ở bất cứ địa vị xã hội nào cũng luôn luôn khổ. Khổ ở đây có thể không khổ về vật chất nhưng khổ về lương tâm, khổ về tâm vì đố kỵ. Nhưng mà như Hà Bình Ngon nói là ganh ghét đố kỵ muôn đời khổ, yêu thương giúp đỡ vạn kiếp vui. Nghĩa là chúng ta mà yêu thương nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển thì chúng ta đi đâu cũng chúng ta cũng được chào đón và chúng ta cũng được vui vẻ. Từ cái sự vui vẻ đó và chúng ta sẽ có những cái phước và chúng ta sẽ có nhiều cái sự lựa chọn trong nghề nghiệp. Như bà con biết đấy, Hà Bình Ngon ngoài kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, Hà Bình Ngon có thể kinh doanh được rất nhiều mảng, rất nhiều ngành nghề liên quan đến nông nghiệp. Mà có thể nói là có nhiều bà con có thể là phấn đấu rất là nhiều năm để mơ ước có được một cái lĩnh vực kinh doanh giống như Hà Bình Ngon. Thì cái điều đó là thực ra là không khó nếu bà con mà biết cách yêu thương giúp đỡ và chúng ta có một cái tâm mong muốn người khác phát triển như mình hoặc hơn mình thì nhân quả nó sẽ đưa đến cho chúng ta phát triển. Ở đây chúng ta khôn ngoan cũng không được mà chúng ta mánh khóe cũng chúng ta cũng không được. Mà chúng ta phải thật tâm mà chúng ta phát triển bằng cái tâm và chúng ta chia sẻ cũng như chúng ta giúp đỡ mọi người. Chúng ta hoan hỉ khi người khác thành công, khi người khác thành công và chúng ta cảm thấy là thương xót cho những người mà còn đang kém phước hơn mình. Chúng ta cố gắng là chúng ta để gieo cho họ cái duyên lành để chúng ta phát triển cũng như họ mong muốn họ hiểu được cái triết lý sống nhân quả rất là công bằng để chúng ta phát triển. Thì cũng xin thưa với quý vị bà con là trong nhiều năm Hà Bình Ngon phát triển kinh tế giúp đỡ bà con thì cái nhân quả đến thì Hà Bình Ngon cũng có được một chút gọi là may mắn để bây giờ thì Hà Bình Ngon mới bước chân vào làm cây bưởi. Còn trước kia là Hà Bình Ngon là tư vấn và hướng dẫn bà con làm bưởi tốt và sản xuất cây giống. Nhưng mà để mà trồng cây bưởi thì bắt đầu từ năm 2019 này Hà Bình Ngon mới có được một ít đất để Hà Bình Ngon làm riêng cho mình theo ý thích của mình, là làm một cái mô hình bưởi điểm để sau này bà con có thể tham quan trải nghiệm ở cái vườn chính của Hà Bình Ngon gồm rất nhiều giống bưởi ngon. Và đó là cái vườn mà Hà Bình Ngon tâm huyết để chuyển giao toàn bộ kỹ thuật vào trong cái vườn đấy là của Hà Bình Ngon, riêng Hà Bình Ngon. Còn những cái vườn mà như thế này bà con thì Hà Bình Ngon chia sẻ từ trước đến nay có rất nhiều nhà vườn bây giờ đã tương đối về kỹ thuật thì có thể chia sẻ tiếp để nhân rộng ra những mô hình như thế này để chúng ta tạo thành một vùng sản xuất cây ăn quả chất lượng cao. Hiện nay thì xin thưa quý bà con là có rất nhiều những đơn vị mà đặt hàng của Hà Bình Ngon là thu mua bưởi quả như thế này để xuất khẩu đi các nước, ví dụ như là Malaysia hoặc Australia hoặc là bên một số cái tỉnh biên giới của Trung Quốc là Nam Ninh của Quảng Tây hoặc Quảng Đông hoặc là thành phố Côn Minh của Vân Nam Trung Quốc. Nhưng mà có một điều mà Hà Bình Ngon còn chưa làm được mà cần sự chung tay của các cấp chính quyền lãnh đạo và bà con nông dân cùng hợp tác, đó là chúng ta chưa làm được truy xuất nguồn gốc xuất xứ và sản xuất vùng nguyên liệu đủ lớn để chúng ta có thể đóng container xuất khẩu đi được. Có thể là chúng ta có chỉ đóng được khoảng 1-2 container là hết, mà trong khi đó là người ta yêu cầu là mình có mặt hàng ít nhất là kéo dài từ khi thu hoạch bưởi cho đến Tết thì chúng ta khó mà đáp ứng được nhu cầu của người ta về chất lượng nó ổn định. Thì hy vọng rằng là những cái video chia sẻ như này sẽ giúp bà con chúng ta cố gắng để chúng ta phấn đấu hơn nữa. Bởi vì như nhiều năm Hà Bình Ngon chia sẻ thì bà con cứ hỏi là bây giờ tôi đầu tư ra phân bón và kỹ thuật áp dụng theo kỹ thuật của anh thì tôi sẽ được gì, nếu không được gì thì tôi sẽ mất cái tiền đầu tư. Xin thưa quý bà con là chúng ta không làm được tốt, chúng ta không bao giờ đòi hỏi được. Nếu chúng ta muốn có được thành quả để người khác công nhận thì chúng ta phải chứng minh được cái thành quả đó để người khác phải công nhận. Ví dụ chúng ta là muốn
có được cái giá thành cao thì chúng ta phải đầu tư, và chúng ta phải chứng minh được cái sản phẩm của chúng ta ngon như thế thì chúng ta mới đòi hỏi được. Chứ nếu chúng ta mà chưa làm mà chúng ta đã hỏi là bây giờ chúng ta đầu tư như thế, chúng ta phải được như thế, thì không bao giờ có. Giống như Hà Bình Ngon, trong rất nhiều năm thì Hà Bình Ngon phải đi trực tiếp, ví dụ vào những cái nhà vườn như này, đầu tư phân bón hoặc đầu tư về kỹ thuật hoặc đi lại. Không phải tất cả những nhà vườn như này Hà Bình Ngon đi lại. Nếu mà Hà Bình Ngon đi taxi mà lên những vườn này thì ít nhất Hà Bình Ngon phải mất 500.000 tiền taxi để Hà Bình Ngon lên tham quan và tư vấn cho bà con. Thì Hà Bình Ngon không thể nào mà đặt vấn đề vào hôm nay tôi lên nhà anh mà anh trả tôi tiền taxi 500.000. Không bao giờ có cái chuyện đấy, nhà vườn sẽ chia sẻ. Hoặc có những cái nhà vườn là sẵn sàng mời Hà Bình Ngon đi là đưa đón bằng ô tô, trả hết tiền chi phí Hà Bình Ngon đi. Nhưng mà Hà Bình Ngon không thể nào mà lấy được tiền đó. Bởi vì là đến chia sẻ nó rất là ngắn gọn, rất là đơn giản bằng những cái video mà Hà Bình Ngon đã chia sẻ trên mạng như thế này rồi, những kỹ thuật như này rồi, mà lấy 500 hoặc 1.000 tiền taxi hoặc là chi phí thì nó rất là cao so với cái thu nhập của bà con nông dân hiện tại. Nhưng để mà có được những cái thành quả như ngày hôm nay thì Hà Bình Ngon vẫn phải bỏ ra những cái chi phí đó để đi tham quan và tư vấn cho bà con. Và có những cái thành công, ví dụ như cái vườn bưởi này thì là áp dụng kỹ thuật của Hà Bình Ngon, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tất cả, và sau đó thì làm tốt được thì Hà Bình Ngon đang giới thiệu cho các đầu mối thu mua tìm đến nhà vườn này để người ta đến làm việc trực tiếp giá cả với nhà vườn. Thì nhà vườn đa phần ở Việt Nam là khó để tiêu thụ được sản phẩm khi mình làm ra. Nhưng khi chúng ta đã làm tốt rồi thì sẵn sàng có những đơn vị sẽ vào làm việc chúng ta, hợp tác với chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta có được cái giá trị khi chúng ta đã làm ra cái sản phẩm ngon. Xin cảm ơn quý vị bà con đã theo dõi video của Nip của Hà Bình Ngon. Xin đăng ký kênh YouTube để theo dõi những video mới nhất và những kỹ thuật kịp thời nhất để áp dụng vào vườn bưởi của nhà mình. Xin cảm ơn. Nhà vườn cảm nhận như thế nào từ khi áp dụng kỹ thuật của Hà Bình Ngon vào vườn bưởi? Thì xin mời anh Yêu là chủ vườn, anh cho một chút ý kiến để bà con có thể tham khảo khách quan. Vâng, kính chào các bạn làm vườn yêu thích nghề cây cầu múi. Đúng là qua cái quá trình năm nay là nhờ kỹ thuật mà đầu tư kỹ thuật đến phân bón thì tôi cảm thấy là riêng về vườn năm nay tôi cảm thấy nó rất là hiệu quả. Từ cái cây phát triển, cái độ cây phát triển lẫn cái lượng quả với lại cái chất lượng quả và cái quả nó đồng đều không như mỗi năm. Nếu như mỗi năm trước thì nói thật các bạn, mình mà dùng cái bưởi cái phân phân hà anh ấy, để mình mà bón cho bưởi ấy, thì cái vỏ nó sút, nó không được nề như thế này. Thế nhưng mình đến giờ này, bây giờ mới là cuối tháng 7 đầu tháng 8 này. Thế mà mình đã thấy cái quả của nó phát triển nó rất là nề quả. Mà cái phải nói là mình công nhận cái kỹ thuật thì là cũng là một phần lớn, mà đến cái phân bón của chú Hà, chú đầu tư cho mình cái phân Cani Đức với là cái phân bón thúc cho đến phân phân đấy, đến đều là coi từ đầu tiên đến bây giờ đều là đến giờ này mình cảm thấy nó cũng rất là hiệu quả. Đấy, mà nhìn cái màu lá cây nó rất là khỏe. Mà cây đeo coi thế là 200 quả mới đã coi thế là 250 quả mà cây vẫn khỏe. Mà quả phát triển tốt. Đấy, cũng xin nói chuyện với các bạn sơ qua cái đấy. Ngoài cái kỹ thuật là tôi có dùng thử bổ ra thì chất lượng núi rất là đẹp. Còn đúng ra là như nếu như mọi năm thì mình cũng để rồi. Cái phân của Cani 2 mà mình bón thì khi mình bỏ cái quả bưởi ra là múi nó không đều như cái Cani Đức của chú Hà năm nay. Là bỏ ra cái múi của nó trong nó rất đều kìa. Đấy, phải nói là nó vỏ nó rất mỏng. Đấy thì cũng thực tế là trên thực tế mình mới thí nghiệm năm nay thì là cũng là thấy rất là hiệu quả. Đấy thì cũng có ý kiến với các bạn như thế là để mình cùng tham khảo chia sẻ. Xin cảm ơn ý kiến của anh Yêu và nhà vườn. Hà Bình Ngon có thể nói thêm cho quý bà con biết là như thế này. Hiện tại Hà Bình Ngon đang xây dựng trên khắp cả nước vào những vùng sản xuất cây ăn quả có múi nói riêng, là nói chung là cây ăn quả của Việt Nam, là thành những vùng nguyên liệu chất lượng ngon và ổn định để chúng ta tiến tới là chúng ta có thể xuất khẩu được. Ngoài ra chúng ta kết hợp cùng với chính quyền địa phương là chúng ta xây dựng những mô hình có rõ truy xuất nguồn gốc xuất xứ,
thì chúng ta mới mong xuất khẩu được, bởi vì chúng ta hiện tại nông dân Việt Nam đang đi sau so với thế giới ít nhất khoảng 20-30 năm. Vì chúng ta bây giờ thế giới thì đang truy xuất nguồn gốc xuất xứ và làm mẫu mã thương hiệu rất là tốt, còn Việt Nam chúng ta vẫn đang là mang hình thức là sản xuất ra và bán hàng nội địa, hàng chợ, và chúng ta chưa có nhiều cái hàng xuất khẩu cũng như là truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Thì hy vọng rằng là những cái chia sẻ của Hạt Ngon để xây dựng nên những cái vùng nguyên liệu để phát triển thành có đủ số lượng để chúng ta vừa truy xuất nguồn gốc xuất xứ và xuất đi các nước được, vì hàng của Việt Nam có lợi thế rất là ngon và phát triển rất là tốt. Xin cảm ơn quý vị và con đã theo dõi video clip này của Hà Bình Ngon. Quý vị và con có thể đăng ký kênh YouTube của Hà Bình Ngon để theo dõi thêm kỹ thuật cũng như áp dụng kỹ thuật kịp thời nhất qua kênh YouTube của Hà Bình Ngon. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và con. Đúng rồi. Và kỹ thuật chăm sóc quả cũng như ra hoa đậu quả, và nói sâu hơn về chất đất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, có tất cả trong quyển sách này. Hôm nay tôi lên đây thì bà con cũng có thể là có đưa ra những câu hỏi về kỹ thuật hoặc liên quan đến cách chăm sóc trồng cây bưởi, thì tôi có thể trả lời trực tiếp luôn. Và tôi cũng có thể nói chuyện với bà con là về cái chuyện là tại sao mà tôi chọn xã Hòa Thạch để phát triển kinh tế vườn nhé. Thì nó thiếu vi lượng, và đặc biệt là cái quả bưởi ấy, nếu mà vườn nào mà thiếu cái lá này mà vàng nhiều ấy, là thiếu vi lượng rất trầm trọng. Thì vi lượng bổ sung cho cây bưởi vào tháng 12 âm lịch, tức là bón thúc đợt 1. Tại sao mà bón vi lượng? Mỗi gốc như thế này chỉ bón khoảng 2 nặng, hoặc gốc nhỏ như này thì bón 1 nặng thôi. Thì cái vi lượng nó làm cho cái quả tròn đều, múi to đều, dai cuống. Thì đầu tiên là dai cuống hoa và dai cuống quả non. Tại sao mà những cái vườn mà cháu cho bón vi lượng thì đến khi vặt vỏ những cái quả vẹo nó cũng rất là dai cuống, nó rất là khó vặt. Nhưng mà những cái vườn mà không bón vi lượng thì kể cả nó đậu sai nhưng mà sau nó ra quả nó vẹo rất là nhiều. Đấy là thiếu cái chất này. Tôi đến một trường là tôi thấy hàng Bình Con là bà con là cũng xem cái video nhiều để tôi biết rồi. Tôi thì phát biểu và hỏi ý kiến là chuyên nghiệp thôi, ngày thì tôi không có đồng chứng năng mà nhận chính quận này rồi. Thì hỏi anh Hà là gần đây là các cái vườn của các đầu tư hoặc là xung quanh có những vườn bưởi tiết cực kỳ xanh luôn. Thế thì là một trong nguyên nhân đó là thực vật. Bởi vì tôi có một anh bạn ở Xuân Mai, tức là anh Thọ Thiên Thắng. Nếu nói khu vực này là anh Thọ có cơ hội quả. Chú Thọ cũng đang dựng cái thần đấy. Thì năm nay vườn bưởi của ông rất sai. Thì nguyên nhân là chúng tôi đi thông qua để nói là nguyên nhân là do thu vật. Thế thì bây giờ tôi xin diễn giải, tức là trả lời một câu là phương pháp thụ phấn và cách thụ, phương pháp thụ vào thời điểm nào và dụng cụ để thụ. Tôi xem trên YouTube của nhà thì nói là dùng cái chổi mà chị em vẫn đánh phấn mà thì nó mềm, là khi mình quét vào nó không được. Và thực tế đây có người thì dùng cái chổi quét sơn, chẳng hạn như mua của ông Hưng Huế chổi quét sơn cái loại mà 5.000 này thì cái chổi quét sơn cứng hơn, chổi đấy nó cứng nó rụng hết cả. Tức là trả lời cho kỹ thuật thụ phấn của người thời điểm nào và phương pháp thụ, đó là một câu hỏi. Thứ hai để bà con này gọi câu hỏi thứ hai là theo như anh Hà đã nói trên buổi diễn là gần đây có nhiều vườn như đây vườn của anh yêu là trên làng văn hóa này, hôm qua đã tôi xem YouTube của anh thì vườn là 300 quả mà hầu hết là loại một mà tôi được trực tiếp xem rồi. Thì cái đó phải được thừa nhận là thán phục và sự, vì mình trông cái hình ảnh là mình biết cái đó thì là có điều kiện chúng tôi sẽ đi tham quan. Nhưng đây tôi muốn hỏi anh Hà là cái bưởi là cái tư vấn cho một số hộ là dùng kali đức, đúng không? Kali đức nếu nói như ngoài tay bán là 13, 15, 20 nghìn đi chăng nữa, thì nếu nó là sản phẩm thì nó chỉ bằng một bóng thôi, và bây giờ hôm nay bán 10.000 đồng, còn bưởi đang phượng thì 300 không nói. Thì tôi hỏi anh Hà tức là ngoài cái bón kali đức chính ra, đúng không, và anh nói lại cái thời điểm bón của anh là tháng 4, tháng 5, tháng 6, 7, tháng 8, 9 thì giờ 4 năm, 6 là chỉ có kali đức không, còn từ 7, 8, 9 là cộng thêm căng chặt. Thế thì anh nói có căng đức, phương pháp, thời gian và lưu lượng, số lượng. Như anh chưa nói là
mới nói là ngoài ra các ý thức để làm cho cái cây bưởi nó ngon, ngọt bán được. Phấn đấu bán như là thượng là 20-30, còn bán đó bà con đang thượng là 30-40, anh Hà bán 4-50 nhưng mà ở đây mình bán được 10.000. Thế tôi hỏi là ngoài các ý thức ra anh có dùng thêm như đỗ thương ngâm và cám đông không? Nếu có gì cái đó thì tưới vào thời điểm nào? Lưu lượng một năm tưới mấy lần? Đấy, tôi xin hỏi hai câu thôi, còn bà con hỏi như là cái hỏi là hai cái gì mong tiếp giảm trả lời để kết thụ phấn khi nào là thụ phấn bằng đồ chổi như thế nào thì thời gian thụ phấn thì nói trước quá trước cái thời gian thụ phấn một chút đó là khi chúng ta mà ra hoa bắt đầu thường là sẽ ra tết bắt đầu có nụ và ra hoa thì chúng ta lưu ý là lúc đấy nó xuất hiện bệnh rất là nhiều thì lúc đấy là bệnh bỏ trĩ này chết hút quả và hoa bệnh nhện đỏ sẽ chết hút lá hoa và quả cộng với đó là khi quả vào đầu ngón tay này sẽ xuất hiện sâu gió cắn quả mà nhiều khi lúc đấy là đang dụng sinh lý là bà con sẽ rất là khó phát hiện trừ khi bà con nhìn thấy con sâu gió hoặc nhặt cái quả dụng lên mà có vết cắn ta sẽ biết đó là sâu bệnh chứ còn nếu mà nhìn ở dưới đất mà chúng ta không để ý là chúng ta sẽ rất là khó để phân biệt quả bị sâu bệnh và quả bị dụng sinh lý lúc đấy là đang dụng sinh lý nhiều thì khi mà chúng ta thụ phấn hoa thì thụ phấn hoa vào hai thời điểm trong ngày đó là từ khoảng 7:30 cho đến 11:00 và từ khoảng 14:00 cho đến 15:00 17:00 tức là 5 giờ chiều từ 2:00 đến 5 giờ chiều tại sao mà những thời điểm đấy là thụ phấn tốt bởi vì thời điểm đấy là bắt đầu có ánh nắng thì hoa nở nhiều còn có người mà phấn ban đêm thì hiệu quả nó ít hơn và chúng ta thử tưởng tượng là nếu chúng ta thụ phấn ban đêm thì ra vườn chẳng may mà rắn chết thì chúng ta ăn đủ. Cái